Du lịch Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm phần 2. Sau khi tham quan nhà thờ giáo xứ Sông Vĩnh thì đoàn đã ghé ăn trưa tại một nhà hàng ven biển ở thành phố Vũng Tàu. Cơm trưa thì cũng đơn giản thôi mọi người, nhưng mà rất là ok nha. Thực đơn gồm có lẩu chua cá hú, gà ram lá chanh, cá trứng chiên mắm me, tôm thịt xào su, trứng chiên hành. Đặc biệt có món salad trộn này rất là ngon. Ăn uống xong tôi ra tôi check in vài cảnh ở biển nè. Nhìn cảnh sóng xô rất là đẹp ha mọi người. Và tiếp tục di chuyển đến tham quan một địa điểm, đó là Đình Thần Thắng Tam. Đình Thần Thắng Tam là một điểm du lịch văn hóa tâm linh độc đáo của thành phố Vũng Tàu, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan và cầu khấn. Đình tọa lạc trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Đây là một quần thể gồm đình Thắng Tam, miếu bà Ngũ Hành và lăng cá ông. Đình Thắng Tam được xây dựng từ đời vua Minh Mạng, ban đầu chỉ làm bằng tre lá, theo thời gian thì được trùng tu xây dựng kiên cố và giữ nguyên bố cục kiến trúc như ngày nay. Miếu bà Ngũ Hành cũng được xây dựng cùng thời với lăng cá ông, thờ năm vị nữ thần Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngoài ra còn thờ hai vị hộ quốc được vua thăng thượng. Lăng cá ông được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Lăng có kiến trúc theo lối cổ xưa. Trong lăng hiện nay có một phần bộ xương của cá ông khổng lồ do ngư dân Vũng Tàu vớt được từ khoảng 100 năm trước. Tạm biệt lăng ông, tạm biệt đền thờ Thắng Tam. Đoàn lại tiếp tục di chuyển về khách sạn để nhận phòng. Khách sạn của tour đặt thì có cái view cũng khá là lý tưởng nè, nhìn ra biển. Nàng Tiên Cá là tên của khách sạn tôi ở. Ở sảnh thì có quầy nước tự chọn nè. Làm thủ tục xong thì tôi cũng lên nhận phòng nè. Phòng tôi ở lầu 14. Cái view nhìn xuống thì cũng rất là đẹp nè, chỉ tiếc là không được nhìn thấy biển. Đây là cái phòng nhỏ một giường, có đầy đủ tủ quần áo nè, bàn trang điểm nè, đặc biệt là cái nệm nằm rất là êm luôn, có tivi riêng luôn, con tôi có vẻ rất thích rồi. Bây giờ qua phòng lớn nè, phòng lớn thì cũng có cái tivi, tủ lạnh nè, đặc biệt cái phòng này thì có bếp nấu ăn nữa nè. Ở đây giống như là một cái chung cư mini gì đó mọi người, và hai giường rất là rộng rãi. Còn đây là sữa tắm, dầu gội, bàn chải của khách sạn nè. Trên bếp thì có một số đồ dùng nè, giống như là mì ly, nước suối, nước ngọt, bia, bình đun nước sôi nữa nè. Ở lâu thì mình có thể nấu ăn trên cái bếp này. Chương trình tour thì buổi chiều nay là tự túc nên gia đình tôi thay đồ chuẩn bị đi dạo biển. Đồ cặp mới chịu à. Trước khi dạo biển uống cà phê thì check in vài kiểu cho nó ngầu. Chiều hôm nay thời tiết mát mẻ nên có nhiều người tắm biển. Mời cả nhà cùng đi dạo biển với gia đình tôi nghe. 1 hồi thì trời cũng tối rồi, trở về khách sạn để xe đến đón đi ăn. Vừa về tới khách sạn thì như vậy nè mọi người, phải mất hơn 1 giờ mới rời khỏi khách sạn để đến địa điểm ăn. Lên xe thì con tôi nó cũng gục rã rồi mọi người. Cuối cùng thì cũng đến được nhà hàng để ăn tối nè. Bữa cơm tối gồm có cải thìa xào tỏi, đậu hũ chiên xả ớt, lẩu gà lá giang, cá hú kho tộ, sườn non ram, mực xào thập cẩm. Ăn tối xong thì đoàn cũng trở về khách sạn, tại trời mưa mọi người không có đi đâu được nên về khách sạn ngủ thôi. Hẹn mọi người hành trình kế tiếp ở clip sau nha. Bye bye.